Phụ gia trong dầu nhớt có thực sự tốt? Các loại dầu nhớt đã qua kiểm định đều chứa các thành phần phụ gia được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với hiệu suất của các dòng xe phổ biến hiện nay. Trong dầu nhớt thường chứa một số thành phần phụ gia nhất định như là chất chống oxy hóa, chống mài mòn, chống rỉ sét và một số thành phần nhất định khác. Việc không tìm hiểu kỹ về các thành phần phụ gia hay tự ý đổ trực tiếp chúng vào hệ thống động cơ sẽ rất dễ khiến bộ máy bị hư hại, nghiêm trọng hơn còn có thể phá hủy cả hệ thống động cơ. Dầu nhớt Daikin với các thành phần phụ gia chất lượng đáp ứng mọi yêu cầu về vận hành, giúp bộ máy động cơ luôn vận hành êm ái mượt mà, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời trên mọi chặng hành trình.